Chào anh chị và các bạn nhé, thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ lướt sơ một vòng và đặc biệt thêm nữa là chỉ với 30 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi. Thì anh chị đang thấy trên cửa hàng của em Trung thì cũng còn vài mẫu xe thôi, chứ thật sự là bữa nay là mua xe cũng không có cô chú anh chị ạ. Nên là tranh thủ cập nhật những mẫu xe đang còn hiện tại trên cửa hàng. Thì anh chị ngày hôm nay thì quan tâm cái mẫu xe nào thì chụp hình gửi qua Zalo cho em Trung. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị nhé, chỉ với 30 triệu thôi đó là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi. Thì rất nhiều anh chị hỏi em Trung là thằng này quay xe mà hỏi xe toàn là không có cô chú anh chị. Chán, mua xe về đâu phải đậu đâu. Mua xe về bán để kiếm lời của cô chú anh ạ. Chứ không phải là mua xe về để đậu trưng. Rất nhiều anh chị hỏi em Trung là coi cái xe mà tại sao mà mấy tháng trước đã bán rồi. Thì thật sự là khi anh chị coi cái ngày thì hầu như là ngày nào em Trung cũng cập nhật cái mẫu xe lên trên cửa hàng cho cô chú anh chị. Thì bởi vậy tại sao mà nhiều anh chị hỏi em Trung là cái xe gì đâu mà quay cả mấy tháng trời bán nhanh vậy, không hiểu. Thật sự là đâm ra thì ngày hôm nay thì anh chị đang thấy trên cửa hàng của em Trung thì cũng còn vài cái mẫu xe từ 5 chỗ, 7 chỗ và đặc biệt thêm cô chú anh chị nhé, chỉ với 30 triệu thôi đó là anh chị đã sở hữu được rồi. Ở đây thì rất nhiều anh chị hỏi em Trung là cái mẫu xe em này là thôi em Trung sẽ đi một loạt đi, từ xe tải và xe du lịch từ 5 chỗ, 7 chỗ, gọi là kính thưa các thể loại cho cô chú anh chị. Thì ngày hôm qua thì cũng về được mấy em, thì trong ngày hôm nay thì cũng về được mấy em, thì em Trung sẽ cập nhật luôn cho cô chú anh chị nhá. Từ đây thì rất nhiều anh chị hỏi em Trung là cái em này là xe tải này. Em này là đô thành quý anh chị nha, 2018 2,5 tấn. Thì xe này hết đăng kiểm, chung bao đăng kiểm mới cho cô chú anh chị, giá chỉ với 199 triệu cô chú anh chị. Đây khách đang Gia Lai đang qua có cái xe. Thì ngày nay thì tiếp tục lại vô tới đằng trong đây. Thì cái xe này em này là Toyota Innova. Thì xe này hôm qua vừa về quý anh chị nha. Xe này thì bản G208 thì xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Thì anh chị cần video chi tiết thì cứ chụp hình gửi qua Zalo cho em Trung, đã có video chi tiết rồi quý chị nhé. Rất đẹp, mới về ngày hôm qua quý chị nhé. 208 đó. Em đã được trang bị màn hình Android, cam hành trình đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. 199 triệu rồi, rất đẹp luôn. Dạ đúng rồi, 199 triệu Đắk Lắk mới về ngày hôm qua luôn. Đắk Lắk 47. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đây là vậy là anh chị đi Đà Lạt chơi tuần qua giờ đó hả? Em biết vậy thì thôi, đang tính kêu biết vậy thì kêu chiều ngày hôm qua mời chúng tôi ăn cơm, tưởng đâu là công việc. Đây là mấy anh chị ở bên Đắk Lắk, bên Gia Lai Kon Tum qua mua cái xe Camry. Và đây tiếp tục đây quý anh chị. Em này là Yuli thì quý anh chị này, 7 chỗ ngồi. Thật sự là ô tô bây giờ nó quá rẻ luôn. Thì những cái mẫu xe này em Trung đã có video chi tiết quý anh chị nha. Và giá bán cho cô chú anh chị chỉ với 120 triệu. Thì cái xe này thật sự là nó rất đẹp luôn. Nhưng mà không biết là do giá cả hay là như thế nào, thì hầu như cái dòng này thì bán thì nó gọi là nó rất là chạy quý anh chị. Thì hầu như là lên 1-2 ngày là mất rồi. Hay là do mình bán nó cao quá, hay là chạy, tại vì chắc do cái xe nó đẹp mình mua nó cao quá sao cô chú anh chị. Chỉ với 120 triệu quý anh chị nha. Đây là ngày hôm nay thì và tiếp tục đây thì cái hàng này thuộc diện là hàng hiếm có tìm ạ. Và đây thì đằng bên đây anh chị đang thấy một mẫu xe em này là Isuzu Highlander này. Em này thì 208 turbo số tự động quý anh chị, turbo số tự động, mà giá thật sự là chỉ với 199 thôi. Cứ còn 199 thôi quý anh chị. Và đây thì một mẫu xe em này là BMW quý anh chị nha. 160 triệu quý anh chị, đời 2005 đó quý anh chị. Đây là tiếp tục thì chẳng hạn như là anh chị đang cần tìm mẫu xe em này đây, vì lướt sơ một vòng luôn, lướt sơ vòng cô chú anh chị. Đây thì em anh chị đang thấy phải nói là cái mẫu Yuli này rất đẹp luôn, mà cái xe này nó thuộc diện cọp quý anh chị nha. Anh chị vỏ lốp mới này, nội thất cũng rất đẹp luôn, nó bộ tem zin quý anh chị nha. Đây quý anh chị này, và em nó được trang bị màn hình Android này, cam hành trình đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Và cái xe này anh chị mua về chỉ được đi thôi, được cái rất đẹp luôn, từ cái tappy này thật sự là quá mới. Và đây thì
Em này là Matiz quý anh chị nhá, 38 triệu quý anh chị. Lướt sơ vòng thôi. Em Mazda này 60 triệu. Em Toyota này 100 quý anh chị nhá. Và đây thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ lướt sơ vòng cho cô chú anh chị cái em này BMW 38i. Thì cái xe này hôm vừa rồi thì khắp đổi xe quý anh chị. Em Trung ngày hôm nay thì lên sóng bán lại cho cô chú anh chị luôn. Đó, rất đẹp luôn. Nước sơn thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Và vô thẳng cái phần nội thất của em nó thì anh chị đang thấy em nó được trang bị màn hình Android này. Đó, cũng đầy đủ rồi cô chú anh chị nhá. Nên chung cái xe này thì thực thuộc cái diện là nó đỉnh. Đó, thì những cái xe này chẳng hạn như em này là Innova, đó 180 triệu quý anh chị. Đời 2006 cũng bản G luôn quý anh chị nhá. Thì số Lâm Đồng rồi. Thì những cái xe này thì hồ sơ pháp lý thì anh chị không cần suy nghĩ luôn nhá. Giá chỉ với 160 triệu thôi. Đây, và em này thì Honda Accord bán cho cô chú anh chị mua về dọn 30 triệu. Nên là rất tiếp tục quý anh chị. Đây thì những mẫu xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Em Camry này quý anh chị này. Đây chẳng hạn như là anh chị đang quan tâm mẫu Camry này thì giá bán cho cô chú anh chị 280 triệu nhá. Đó, rất đẹp luôn. Anh chị nhìn nước sơn màu phấn rất yêu luôn quý anh chị nhá. Đây thì trên cửa hàng thì thật sự là ngày hôm nay thì cũng hết xe bán này. Lướt sơ bẩn đằng vô tới đằng bên trong đây. Thì đây thì em này là Captiva quý anh chị nha. Đời 2009 nên anh chị đừng có suy bì với lại những cái xe mà hôm vừa rồi em Trung bán chỉ với 140 triệu mà cái xe này nó lên tới 255 triệu quý anh chị. Em này là 2009 số tự động. Form mới mẫu mới quý anh chị nha. Em này thì cũng rất đẹp luôn và số tự động. Anh chị đừng xui bì với là số sàn hôm vừa rồi em Trung bán chỉ có 140-138 triệu. Đây, trang bị màn hình Android này, cam hành trình, có cam hành trình luôn. Em Trung đang cho em vô để dọn rửa nội thất. Rồi anh chị là ngày hôm qua là cái nhà lên Đà Lạt là chỉ có lên nằm ngủ thôi hả? Rồi đi về thôi. Có đi chơi đâu không? Tối nhậu hả? Em nó nhiều việc quá không đi được. Vậy thì chiều nay ở đây thì em mời cơm luôn. Về luôn hả chị? Thôi ở lại thêm bữa nữa. Camry này chiều ngày hôm qua thằng kia nó có 5 nỉ mua lại. Mất xe á. Không, cái xe nó đẹp quá. Dạ. Bình thường. Mua gì? Hình như nó đặt rồi sao mà. Hả? Trong bịch coi nó khó. Cái gì? Đó thì phải nói là cái Camry thì có anh khách bên Gia Lai Kon Tum thì anh đã qua anh mua rồi. Đó, nói chung là chuẩn chỉ những cái gì không tại vì xe cũ mà cô chú anh chị, những cái xe nào về mà không phù hợp, cảm thấy không được thì em Trung sẽ lôi ra bao hỗ trợ khách hàng tất cả mọi vấn đề luôn. Đây thì anh chị đang thấy em này là Hyundai Grabber này. Rất nhiều anh chị hỏi là cái em này thì thật sự là để mà quay chi tiết thì thật sự cũng không có thời gian luôn. Nếu mà anh chị cần quay video chi tiết đó cứ chụp hình gửi qua Zalo cho em Trung và em Trung sẽ quay một khúc ngắn thôi. Chứ để mà quay chi tiết thì nó thật sự là nó rất mất thời gian. Đó, Hyundai Grabber này nhập khẩu đời 2003 của anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Đây anh chị cái vô lăng của em nó này, nội thất. Em nó là đặc biệt của anh chị nha, hai cầu, máy dầu, số tự động của anh chị nha. Giá bán của chú anh chị chỉ với 120 triệu thôi. Đúng không chị?
dàn vỏ nguyên dàn vỏ mới thôi, xem chung bán là có bảo hành, có bao quay đầu nên mọi vấn đề thì anh chị cũng cần suy nghĩ. Vào đây em Mitsu này, Barro này, V43 của anh chị nha, giá dành cho cô chú anh chị nào muốn thật sự muốn đam mê muốn sở thích của anh chị nha, giá chỉ với chỉ với 145 triệu của chị. Đây em này em bán tải đó, chỉ với 250 triệu được 2016 của chị nha. Đây thì trên cửa hàng thì cũng hết xe rồi, thì đó thì thôi, cuối video thì một lần nữa em chung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhé.